Hồi ký Chiến trường ca. Trận đánh khốc liệt ngày 26 tháng 5 năm 1979. Tác giả Hai Ruộng. Sau trận đánh ngày 15 tháng 4, nở hoa trong lòng địch, D4 rút về lại Phum Cray, còn địch rút về phía đông vào sâu trong rừng. Ngày hôm sau, C9, đại đội của mình được chuyển về đóng phía tây bắc của Phum thay vì đóng phía đông nam. D4 bổ sung lại một số cán bộ mất mát. Đồng chí Thiều về phụ trách chính trị viên D4, đồng chí Mơ điều về làm C trưởng C9 của mình, thay cho đồng chí Phương điều lên làm quân lực E. Đồng chí Chiến, chính trị viên C9 điều lên ban chính trị E. Hai đồng chí Phương và Chiến không có tham gia trận 15 tháng 4. Đồng chí An, C phó C9 bị thương nặng khi đánh trận ngày 15 tháng 4. Như vậy, ban chỉ huy C9 chỉ còn hai, đồng chí Mơ C trưởng và đồng chí Phạm An Long lên làm chính trị viên trưởng đại đội. Anh Kiệt B trưởng B mình rút lên E, sau đó đi học, này không biết có còn trong quân đội hay không. Anh Mót lên B trưởng B cơ động, vẫn vác cây B41. Còn một đồng chí cán bộ đại đội bị thương nữa, mình không nhớ ở C nào. Lúc này, nhân dân ca tại Phum Cray bắt đầu ăn Tết. Dân ở đây ăn Tết trễ 2-3 ngày vì chiến tranh. Đơn vị chúng tôi cũng được đón cái Tết đầu tiên của nhân dân nước bạn và rút kinh nghiệm trận đánh ngày 15 tháng 5. Sau đó, hạ quyết tâm truy kích địch, tiếp tục không để cho chúng lập căn cứ. Sau khi lãnh gạo cho vào ruột tượng, một anh mang theo 6 kg để chuẩn bị cho trận đánh một tuần. Sau đó nấu cơm vắt và đâm muối trộn với bột ngọt cho 3 ngày ăn. Sáng sớm hôm sau hành quân đi về phía Đông Phum, qua cây cầu được bắc bằng cây độc mộc, qua suối Sơ Tung. Lần này hành quân cấp trung đoàn đi thành hàng một, có cả đồng chí Ba Thắng đi cùng. Đến khoảng 8 giờ, đội hình đi cắt ngang mép chảng trống, vùng đất có màu đỏ đậm. Không có cây cỏ gì mọc được trên vùng đất này. Máy thông tin cũng bị nhiễu sóng, khó liên lạc vì vùng có khoáng sản kim loại. Chúng tôi tiếp tục băng qua rừng già một đoạn thì phát hiện dấu vết của địch. Chúng vứt lại dần dần đồ đạc của chúng mang theo, bỏ cả cối dạ gạo, chứng tỏ chúng đã biết sợ ta sau trận đánh, không còn ngạo mạn như lúc đầu nữa. Đến khoảng 4 giờ chiều thì chúng tôi phát hiện cứ của chúng dọc theo bờ suối có hướng nước chảy từ bắc xuống phía nam. Nơi đây chúng chưa kịp đào công sự, dấu vết cho thấy địch vừa rút khỏi không bao lâu. Chúng đào những cái lỗ bằng chiếc nón xuống dưới đất, xung quanh chúng chặt cây, đóng ken dày đặc để chúng bỏ lúa vào trong đó và giã thành gạo để nấu cơm ăn. Chúng không biết đào bếp hoàng cầm như anh em bộ đội mình, mà chúng dùng 3 cọc bằng cây tươi đóng xuống đất để nấu cơm. Chúng tôi ở lại cứ của chúng đào bếp nấu cơm ăn, không ai đào công sự vì quá mệt mỏi. Đêm đến, một đám mưa rừng thật to, quân ta ướt cả đêm. Trong rừng chỉ cần một đám mưa chừng 1 tiếng đồng hồ là nước mưa đọng lại trên lá và rơi ướt cả đêm. Cả D4 chỉ có 2-3 tấm tăng che mưa vì khi bắt đầu mở màn chiến dịch vào cuối tháng 3, trời khô ráo. Trên phổ biến đánh ở Phum La Ót chỉ có 3 ngày, không ai nghĩ là chiến dịch kéo đến tận mùa mưa. Rồi sau đó đi liên tục, không về lấy được ba lô. Anh em chúng tôi mỗi người chỉ mang theo một quần đùi cho gọn nhẹ và một bộ quân phục đang mặc trên người. Cả tháng trời mặc từ ướt đến khô, tôi không còn mang theo kem và băn chải đánh răng. Cả xe tôi chỉ có 2 tấm tăng che mưa, một của anh Dũng y tá, chúng tôi gọi là 6 quân, từ D6 mới chuyển qua sau trận 15 tháng 4, và một của anh Long chính trị viên C. Anh Long tính tình rất cẩn thận, mưa suốt đêm, anh nào sức khỏe yếu chui vào tăng che mưa, mắc 4-5 tầng võng. Một số anh em quá lạnh không chịu nổi, bắt đầu đốt lửa giữa rừng, khổ quá nên không còn sợ chết nữa. Chúng tôi đóng quân tại đó vài 3 ngày, tổ chức lùng sục xung quanh suối, ruột tượng đựng gạo ướt sũng, cộng thêm mồ hôi chiến sĩ thấm vào. Khi hành quân gần 1 tuần, gạo đã thành màu vàng và hôi mùi mốc, anh em cũng vẫn phải ăn. Thức ăn thì có thịt cọp, tức là muối bỏ vào ca nhôm làm cối, lấy trái lựu đạn làm chày, trộn vào chút bột ngọt, dã nghe cộp cộp. Anh em gọi là thịt cọp cho oai. Suốt bao năm làm nhiệm vụ quốc tế, đó là món thức ăn thường xuyên của bộ đội ta. Con đường gian nan sau này còn nhiều hơn nữa đang chờ đợi anh em ta ở phía trước. Như vậy đó các bạn, để xóa bỏ chế độ diệt chủng tàn ác và xây dựng cho bạn chính quyền vững mạnh như ngày nay, anh em bộ đội chúng ta không những góp máu mà còn góp bao nhiêu mồ hôi khổ cực của cả bộ đội ta và bộ đội bạn thì nhân dân bạn mới được như ngày hôm nay. Vậy mà cách đây 1 năm, một lần lên nhà sách, tôi có đọc cuốn sách được xuất bản từ Mỹ, được dịch sang nhiều thứ tiếng, trong đó có tiếng Việt. Nội dung kể về hồi ký của một cô gái ca được thoát khỏi bàn tay quân Pol Pot khi có bộ đội Việt Nam đánh cho tan tác đơn vị Pol Pot đó. Cô ta chạy được sang Thái Lan,
sau đó được gặp lính, mặc áo quần dằn di của Lâm Nôn. Cuối cùng thì cô ta cảm ơn người Mỹ, cảm ơn lính Lâm Nôn đã ban cho cô ta tự do trong cuốn hồi ký. Thật là buồn cười phải không các bạn? Sau gần một tuần lùng sục xuất cũng không thấy địch, ăn hết gạo, ta lại hành quân về. Lần này C9 đóng ở bên bờ phía đông con suối Sơ Tung, chứ không về Phum Cray nữa. Cách ngã ba nhánh suối phía đông Phum Cray, trên bản đồ quân sự không có Phum, nhưng ở đó có xóm nhà, cũng gọi là Phum Thờ Mây, nghĩa là xóm mới. Nghỉ chân được 2-3 ngày, chưa hết mệt lại hành quân tiếp, theo đội hình D. Từ Phum C9 đóng quân, hành quân về phía bắc, đi về phía hồ nước lớn, cách đường mòn khoảng 500m. Bắt đầu hành quân từ khi trời còn tối, đi qua trảng lớn sau đó tới cánh rừng mai. Mai vàng nở rộ, vàng rực cả cánh rừng xa mút tầm mắt. Khi đến ngang hồ nước khoảng 11 giờ trưa, triển khai đội hình sẵn sàng chiến đấu. Bộ phận trinh sát bám vào phát hiện địch đã rút đi, quân ta ăn cơm vắt xong lại hành quân về. Khi đến ngang cánh rừng mai, dây rừng quân giải lao 5 phút, đất rừng phì nhiêu hoang dại, những cành mai nặng trĩu cánh mai vàng. Tôi ngồi tựa lưng vào gốc mai cổ thụ, to như bắp đùi, nhìn lên bầu trời trong xanh, chim đại bàng đang trao lượn. Tâm hồn tôi dần dần chìm vào trong ký ức, tạm quên đi nỗi nguy hiểm của chiến tranh đang rình rập từng phút từng giờ. Có gì đó quen quen, à tôi nhớ ra rồi. Ngàn mai gió quấn chim bay mỏi, một câu thơ của bà Huyện Thanh Quan. Lúc còn ngồi ở ghế nhà trường phổ thông, chúng tôi tranh luận với nhau về câu thơ này. Một số bạn cho rằng sách giáo khoa in sai, đúng ra phải là ngàn mây mới phù hợp với bài thơ hay như vậy. Còn ngàn mai là cái gì? Vô nghĩa. Tôi mỉm cười một mình và đã tìm ra lời giải đáp. Ngàn mai đây rồi, chẳng phải là rừng mai đang trước mặt mình đó sao? Câu thơ đó tức là rừng mai gió quấn chim bay mỏi. Ồ, hay quá. Cảnh đẹp thiên nhiên, ký ức và thơ đang hòa quyện vào nhau. Tâm hồn tôi đang chìm trong say đắm. Đoàng, một tiếng súng nổ xé tai, vang dội trong cánh rừng, làm những cánh mai vàng rơi rụng. Tôi giật thót người. Ồ, bọn Hon đã trúng mìn chết rồi. Bọn Hon là người du kích bạn đầu tiên tự nguyện tham gia chiến đấu cùng với J4 từ lúc chúng tôi rút khỏi Cray lần đầu tiên. Lúc J6 bị tập kích, anh đi theo chúng tôi suốt qua bao nhiêu trận và cũng là người du kích đầu tiên hy sinh ở đơn vị chúng tôi. Chúng tôi chặt cây rừng làm cáng để khiêng xác bọn Hon trên chiếc võng. Người du kích hiền hậu vui tính, lúc nào cũng cười. Để tỏ lòng thương mến, anh em hái nhánh hoa vàng rực đậy lên xác bọn Hon, khiêng về đến Phum Thờ Mây, nơi C9 chúng tôi đóng quân, làm công tác tẩm liệm và trả về gia đình. J4 về nơi đóng quân mới, nằm phía bờ đông con suối Sơ Tung, nơi có chiếc cầu bằng cây độc mộc. Về phía nam là nhánh suối của suối Sơ Tung. Sau khi bố trí đội hình, cơm nước xong xuôi, J4 ra lệnh canh gác cẩn thận và tạm dừng quân 3 ngày. Sáng hôm sau, chúng tôi tắm, giặt quần áo, võng, sau đó ăn cơm và tổ chức ra suối đánh cá để cải thiện bữa ăn cho anh em. Cá suối thì rất nhiều, mình và anh biểu thông tin dê cùng với một số anh em đi đánh cá, nhân dân cũng đi theo. Đoạn khúc sông có nhiều cá, vừa đánh xong trái lựu đạn, cá nổi trắng khúc sông, bộ đội và nhân dân cùng nhau vớt cá. Anh em mới vớt chưa được bao nhiêu thì đơn vị chạy ra bảo về gấp hành quân ngay. Chúng tôi về chuẩn bị hành quân, cũng cơm vắt và thịt cọp, cá chưa kịp ăn, bắt đầu hành quân lúc 1 giờ chiều. Cầu đội 12-8 vẫn tăng cường cho J4 như từ đầu chiến dịch đến giờ. Tiếp tục hành quân về nơi bảo nước, ngày hôm qua, 3 giờ chiều, trời đổ cơn mưa thật lớn. Cả đơn vị, ai cũng ướt như là nhúng nước. Cơn mưa kéo dài lắc rắc suốt đêm đến tận 3 giờ sáng. Trong rừng ban đêm trời mưa, tối đen như mực, chúng tôi phải đi sát lại mới không bị lạc đội hình. Tội cho những anh hành quân, sau mấy anh vác B40, B41, cứ mỗi lần người đi trước dừng lại là người sau bị đụng đầu vào đầu nhọn của quả đạn, thọc ngay nón cối còn đỡ, thọc ngay mặt thì sưng bầm. Đến khuya, cả đơn vị đều mệt mỏi nên tạm dừng quân nơi chẳng trống. Mưa vẫn cứ rơi, anh em vẫn cứ ướt quần nhau liên tục bao nhiêu ngày, ai cũng đừ ra cả. Vì vậy, dù trời đang mưa ngập đất, chúng tôi đặt lưng nằm đại xuống, lấy nón cối che mặt lại cho mưa đừng bắn vào mặt. Dưới lưng nước lấp sắp, vừa lạnh vừa đói, rồi cứ mặc cho mưa. Chúng tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Những người chưa trải qua không thể nào tin được, nhưng đối với anh em J4 thì đó là sự thật. Tôi tỉnh giấc khi nghe tiếng gà rừng gáy rộ, ngồi dậy thấy toàn thân tê cóng. Khoảng 5 giờ sáng, đơn vị lại gọi dậy chuẩn bị hành quân, lại nấu cơm sáng, vắt cơm trưa. Hứng chịu trận mưa rừng từ 3 giờ chiều cho đến gần sáng, cả đơn vị không có tăng tre, không có tấm áo mưa nào. Một vài anh em không chịu nổi, không ngồi dậy được hoặc không còn nói nổi, đơn vị phải đốt lửa hơ cho ấm mới tỉnh lại được.
Mùa nắng tìm nước nấu cơm thì khó, tìm củi thì dễ, còn mùa mưa thì ngược lại. Tìm nước thì dễ, còn tìm củi khô thì rất khó. Nhờ kinh nghiệm của anh em thời chống Mỹ mà chúng tôi tìm được củi, cũng nấu được cơm và lại tiếp tục hành quân. Khi đến điểm thì địch lại chạy mất, lại tiếp tục truy đuổi, cũng hành quân luôn cả ban đêm. Sau cơn mưa ngày hôm qua, trời đã hết nước, đêm nay khô ráo, nhưng hết nỗi khổ này thì lại gặp nỗi khổ khác. Ban đêm chúng tôi phải cắt rừng, đi qua khu rừng toạt cây mây nước, những ngọn mây gai mọc đầy hai bên, cong và bén như những cái lưỡi câu, chờ sẵn trong đêm tối, móc vào mặt anh em tóe máu, quần áo rách càng rách thêm. Tội nhất là anh em hỏa lực, cối 82 ly và 12 ly 8, vừa khiêng vác súng nặng, vừa phải lom khom chui rừng, càng nặng thêm. Cuối cùng, chúng tôi cũng đến nơi tập kết với trung đoàn. Sáng hôm sau, lại tiếp tục truy kích. Sau khi bòn hòn trúng mìn của địch, chúng tôi thận trọng hơn. Chúng tôi đi chặn đầu hướng rút lui của địch, chứ không bám theo đường chúng đi nữa. Vì vậy, hành quân phải càng vất vả hơn. Chúng tôi đi về hướng ranh giới giữa tỉnh Brekvihia, đến vùng rừng thưa, có đầm nước cạn, có chẳng cỏ. Chúng tôi phát hiện dấu chân voi rừng, sau đó băng qua rừng già, gặp con suối. Đến đây, dây 4 chia làm hai cánh. C9 chúng tôi cùng khẩu đội 12 ly 8 là một cánh đi bên này suối do chính trị viên Thiều chỉ huy. Còn lại tiểu đoàn thành một cánh đi bên kia suối do bố Sườn chỉ huy. Chúng tôi đi khoảng 1 km thì nghe phía cánh bên kia nổ súng chạm địch. Khi đó, thông tin bật máy liên lạc thì có lệnh cho chúng tôi vận động nhanh theo hướng suối. Càng vận động thì tiếng súng nghe càng nhỏ. Sau đó xác định lại bản đồ thì C9 chúng tôi lầm đường. Vì gặp nhánh suối nhỏ không có trong bản đồ, chúng tôi tưởng đâu là suối chính, nên chúng tôi đi càng lúc càng xa trận địa. Khi phát hiện được nhầm lẫn, chúng tôi nhanh chóng trở về. Tiểu đoàn điều khẩu 12 ly 8 sang cánh tiểu đoàn. C9 vẫn ở bên này suối. Thông tin bật máy liên lạc, nghe bố Sườn ra lệnh, chuẩn bị khi nào 12 ly 8 nổ thì xung phong. Chuẩn bị mãi không nghe thấy 12 ly 8 nổ. Khoảng 10 phút, bố Sườn lệnh cho C9 khẩn trương về phía tiểu đoàn để yểm trợ cho 12 ly 8. Khi đến nơi, chúng tôi thấy 12 ly 8 đã bị địch khống chế. Khẩu súng nằm trên bãi cỏ trống, anh em khẩu đội mấy người hy sinh còn nằm gục trên súng. Về sau, nghe anh em kể lại, trận địa xảy ra nơi ngã ba suối. Rừng nơi đây toàn là cây sim ổi, mọc ken dày với nhau. Khi bê của anh Thanh cùng với khẩu đội 12 ly 8 luồn sâu trong rừng sim để đến điểm bố trí. Bộ binh đi trước, còn khẩu đội 12 ly 8 có chui rừng vì phải vác súng nặng cồng kềnh, cho nên khi thấy bãi đất trống, 12 ly 8 bèn vận động, tắt khiêng súng ra bãi trống nên bị lộ. Chưa kịp đặt súng đã bị địch bắn. Anh vác chân súng đi trước, bị địch bắn gục, nhưng khẩu đội vẫn quyết tâm lắp cho được súng. Khẩu đội trưởng hô: "Chuẩn bị xung phong lắp súng, 1, 2, 3, xung phong." Cả khẩu đội xung phong, một lần nữa tiếng súng địch lại gian lên. Anh em hy sinh và bị thương thêm vài người nữa, nhưng súng cũng được lắp xong. Anh Thành, anh em thường gọi là anh Năm Eo, là khẩu đội trưởng hay khẩu đội phó gì đó tôi chưa nhớ ra, bị thương nằm sau khẩu súng. Anh cố nhòi người lên bóp cò, nhưng súng chưa kịp lên đạn và chúng lại gian thêm một loạt nữa. Anh Thành hy sinh, gục trên giá súng. Khẩu đội 12 ly 8 hy sinh và thương vong gần hết. Cả thương binh và tử sĩ nằm la liệt trên bãi cỏ. Phía sau khẩu 12 ly 8 là con suối cạn, C9 được điều về nằm dưới đó. Cối 82, cối 60 của địch bắt đầu rót vào đội hình ta. Anh Mót bị một quả cối 60 rơi rất gần. Ba quả đạn bị 41 mang sau lưng bị cháy liều phóng, phải nhanh chóng cởi giá đạn ra. Anh bị thương do mảnh đạn và cháy cả tóc do cháy liều phóng. Hai bên đầu cối liên tục. Nói thêm, cối 8 là hỏa lực trợ chiến. Khi đạn cối 82 dùng liều cơ bản, nòng gần như dựng đứng hết mức theo bảng bắn thì mục tiêu cũng cách xa 85m. Nhưng khi bắn ứng dụng, không cần chân bản đế, đạn rơi cách cối từ 30 đến 50m, ngoài bán kính sát thương, trong tầm ngon ăn của B. Các sếp lo giữ cối 8 cẩn thận lắm, cũng có lý do của nó. Gia tài hỏa lực mạnh của E khi mới qua ca đầu 79 chỉ có C18 với hai đại liên 12 ly 8, C17 cối 82. Trong C17 có B3 là DKZ, nhưng chỉ đi mang đạn cho cối. Qua năm 1980 mới bổ sung thêm DK75 và DK82 cho B này. Vừa chạy, vừa xếp đội hình mà các chiến dịch cấp E 579 đều phải vác hỏa lực đi đủ. Lực lượng còn lại ở cứ cơ bản chỉ giữ nổi ba lô cho anh em gửi lại, để súng lớn ở cứ là post nó lụm ngay thôi. Nói tiếp về trận đó, anh em bắn yểm trợ để xung phong lên kéo thương binh về, nhưng không hiệu quả. Khi xông lên bị thương thêm nữa, bố Sườn cấm không ai được xung phong.
Sau đó anh Thanh bê trưởng B2 từ từ bò lên và phát hiện trên nhánh cây cổ thụ sau lùm cây sim có một tên địch ngồi đó. Phía dưới là công sự, có một tên giữ khẩu RPD. Khi tên ở trên cây phất tay thì tên ở dưới hầm ngóc lên bắn. Khẩu trung liên này cách vị trí 12.8 chưa đầy 7 mét. Anh Thanh quất một loạt AK, tên ở trên cây nhảy xuống. Tên ở bên dưới chưa kịp chạy thì bị quả lựu đạn chết gục ở trong hầm. Bọn địch còn lại trong hầm chữ Z theo đội hình của chúng vẫn còn cố thủ. Lúc này quân ta lợi dụng địa hình có cây sim dày đặc tiếp cận sát công sự của chúng, nên súng cuối của chúng không còn có tác dụng. Sau khi tiêu diệt được tên khống chế 12.8, bố Sườn truyền lệnh bắn đồng loạt áp đảo tinh thần địch, để một bê xung phong lên đưa anh em thương binh tử sĩ về con suối cạn băng bó. Đợt bắn áp đảo lần này, anh em đã đưa thương binh tử sĩ về được nơi con suối cạn, sau đó tổ chức bắn để xung phong lên lấy khẩu 12.8 về gần sát con suối cạn. Khi lấy được khẩu 12.8 về rồi, bố Sườn ra lệnh bắn áp đảo và xung phong ngay sau khi 12.8 nổ giòn loạt đạn đầu. Lần này khi nghe 12.8 ta nổ, địch bật khỏi công sự bỏ chạy, bỏ lại nhiều quả mìn chưa kịp gài. Anh Thanh thu được khẩu RPD. Sau khi chiếm được vị trí đó vừa xong thì trời cũng gần tối. Trận đánh này tuy lúc đầu có khó khăn, nhưng nhìn chung quân ta có kinh nghiệm và trưởng thành hơn. Cấp trung đoàn phối hợp kịp thời, vì lúc D4 bên này đụng địch thì D5 bên kia suối, phía đông con suối cũng vận động kịp thời và chặn đánh được địch đang bỏ chạy. D4 khiêng thương binh tử sĩ qua bên kia bờ con suối phía D5 để nghỉ đêm. Rừng dày đặc, không thể đánh ban đêm được. Sau mấy ngày đêm dầm mưa, đêm nay lại mưa tiếp. Đến 9 giờ tối, anh nuôi chuyển cơm vắt lên. Chúng tôi chia nhau từng nắm cơm vắt và thịt cọp. Bên kia bờ suối vẫn nghe tiếng địch đang đảo công sự. Chúng nằm im re không dám đánh nữa. Có một số anh em hút thuốc, bố Sườn biết lính đã quá cực khổ cho nên cũng không nói gì, mà chỉ khe khẽ khuyên: "Tụi bay đừng hút thuốc, tụi bay không sợ chết hay sao?" Mệt quá, chúng tôi bỏ gác và ngủ một giấc cho đến khi nghe gà rừng gáy rộ. Quân địch cũng như con cua, bị ê càng không còn dám kẹp. Tờ mờ sáng, tiểu đoàn tổ chức tấn công qua bên kia bờ suối thì địch đã rút chạy hết. Chúng tôi thu được anten 3 đọt của máy điện đài. Ban đêm chúng dìm dưới nước không kỹ nên còn lòi ra một đoạn. Tiến sâu vào nữa là bệnh xá, bông băng còn bỏ lại trên những chiếc giường bệnh bằng cây rừng. Mái tre được lợp bằng lá dây mây, được bện lại hết sức công phu. Tiếp nữa là kho hậu cần của chúng. Chúng lấy đi cũng chưa hết, vì anh em chúng tôi cũng thương vong nhiều nên đành phải rút nhanh về. Trung đoàn thu được H-12 và bắt được một con ngựa của địch. Về phía tiểu đoàn chỉ thu được vài khẩu súng, trong đó có khẩu RPD. Địch cũng chỉ bỏ lại vài ba xác. Về chiến lợi phẩm thì chỉ có bấy nhiêu. Có sao chúng tôi nói vậy, không phô trương thành tích, nhưng về ý nghĩa của trận đánh thì rất lớn. Chúng tôi đã không để cho chúng thành lập được căn cứ. Ở tận trong rừng sâu, nhìn chung trận đánh có khi ta thiệt hại nhiều hơn địch. Khẩu đội 12.8 hy sinh 3 đồng chí, bị thương 4-5 đồng chí, gần hết khẩu đội. Một số anh em bộ binh bị thương do bỏ lên kéo anh em 12.8, một số bị thương do cối địch lúc mới triển khai đội hình. Nhưng khi quân ta lợi dụng địa hình có nhiều rừng cây chuyền sát công sự của địch thì không bị cối nữa. Cối chúng sau này đều bắn đuổi ruồi sau đội hình của ta. Phía địch cánh D4, địch chỉ bỏ lại 2 xác, một do trinh sát diệt khi mới chạm địch, một do anh Thanh đánh trái lựu đạn vào công sự. Tên này bắn khẩu RPD vào đội hình 12.8. Còn bên trong căn cứ của chúng cũng có những vết máu do cối ta bắn nhưng không bỏ lại xác nào. D4 cũng không kịp lùng sục kỹ, vì khi chiếm xong trận địa thì trời cũng sắp tối. Hơn nữa cứ của chúng rộng mênh mông, có cả công sự của điện đài 15W. D4 thu được anten, có cả trạm xá, tất cả các công sự dài gần 2 km dọc theo bờ suối. Khi ta lấy lại được khẩu 12.8 và nổ súng xung phong thì chúng chóc công sự bỏ chạy. Đội hình ta chỉ có 1E nên không thể vào bao vây chúng được. Nhưng nếu hôm đó khi B2 của C9 dùng lựu đạn đánh chóc công sự của chúng rồi, sau đó tổ chức một mũi thọc sâu vào đội hình địch, đánh từ trong ra thì sẽ diệt địch được nhiều hơn. Có lẽ vì lúc đó ta bị thương vong cũng nhiều, hơn nữa trời cũng sắp tối, rừng thì dày đặc, ban đêm đưa bàn tay ra nhìn không thấy, quá mệt mỏi thêm cả đói nữa. Vì vậy không giải quyết cho dứt điểm. Sau đó D4 rút qua bên kia con suối, tạm dừng quân qua đêm. Sáng hôm sau đánh tiếp thì địch đã chạy mất. Qua thời gian hơn 2 tháng truy đuổi địch, D4 đánh được 2 trận lớn. Sau 2 trận này, địch không dám đương đầu với E-747 nữa. Sau khi giết ngựa làm thịt chia cho các đơn vị, E lại tiếp tục truy đuổi địch. Còn C9 làm công tác cáng thương về phía đường 12. Hành quân đã vất vả rồi, khi cáng thương
Cán Tử Sĩ còn khổ hơn gấp trăm lần. Ba anh em 12 ly 8 hy sinh từ lúc nổ súng đến lúc cán thương đã trên 24 giờ. Xác anh em nằm giữa rừng chỉ được đậy bằng lá cây, lại phơi mưa suốt đêm, đã bắt đầu trương lên, ruồi nhặng bu quanh, giòi bọ đã bắt đầu sinh sôi. Chúng tôi cáng thương một ngày đường, chiều lại bị mưa cho đến tối, mệt quá, chúng tôi dừng quân nghỉ đêm tại trảng rừng dầu. Mưa vẫn cứ rì rả, anh em nằm phơi mưa cùng các tử sĩ, chỉ có 3 tấm tăng che mưa, dùng che cho cả thương binh, vì sợ vết thương anh em bị nhiễm trùng. Tờ mờ sáng hôm sau, lại tiếp tục cáng thương. Xác anh em qua 2 ngày 2 đêm, phơi mưa, đã bắt đầu nặng mùi. Vì vậy, C quyết định dùng tấm tăng che mưa cho thương binh đem bó xác. Khi anh em khiêng xác một đoạn đường, giòi bọ bò theo dây võng bò cả lên áo, lên đầu anh em khiêng xác. Nhưng anh em chúng tôi vẫn một lòng cắn răng chịu đựng vất vả để đưa xác đồng đội về đến cứ. Khoảng 10 giờ trưa, chúng tôi nhờ được một chiếc xe bò của dân chở xác qua nhánh suối nhỏ, rồi sau đó đến phum ở giữa rừng. Nghỉ trưa ăn cơm xong, lại tiếp tục đi tiếp. Trời lại mưa to, lúc này dân giúp chúng tôi thêm 2 chiếc xe bò nữa để chở thương binh. Chúng tôi không phải cáng nữa. Đến 8 giờ tối, bắt đầu qua con suối. Vì mấy ngày mưa liên tục nên con suối nước chảy xiết nhưng vẫn băng qua được. Khi đến gần con suối, chúng tôi nghe tiếng máy xe của trung đoàn ra đón chúng tôi. Nhưng vì đợi lâu quá, trời tối xe lại quay về. Khi nghe tiếng chúng tôi bắn 3 phát ra hiệu, xe cũng không nghe được. Chúng tôi bắn luôn một băng đạn, nghe tiếng xe càng chạy nhanh hơn. Lúc này trời mưa lại bắt đầu to, sấm chớp nên thông tin không liên lạc được. Đến khi liên lạc được xe mới vòng trở lại, chở thương binh tử sĩ về trung đoàn. C9 chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ, tiếp tục hành quân đến khoảng 10 giờ, thì đến phum, nằm theo dọc đường 12. Chúng tôi cũng không nhớ rõ tên phum. Sau đó, anh em mới nấu cơm ăn và hơ quần áo cho khô. Phum này có rất nhiều vườn trồng thơm. Chúng tôi nghỉ chân ở đây 2 ngày, sau đó lên xe cùng với Dê, trở về đóng quân ở phum có cái cầu dài, cách thị trấn Kampong Thom khoảng 10 km về phía tây. Thế là hết một mùa chiến dịch. Chiến dịch bắt đầu từ cuối tháng 3 cho đến hết tháng 5. Từ mùa khô cho đến mùa mưa, hơn 2 tháng trời quần nhau với địch. Dầu tóc anh em chúng tôi rậm rạp, quần áo rách nát, hầu hết áo không ai còn tay và vai áo lành lặn. Quần chỉ còn ngang gối, giày có người còn một chiếc, có người đi chân không, đơn vị cũng hao hụt. Nhưng bù lại, chúng tôi đã gây nhiều thiệt hại cho địch, nhất là trận 15 tháng 4. Sau thêm một trận 26 tháng 5 nữa, địch đã biết thế nào là bộ đội Việt Nam. Từ bây giờ trở đi, cứ gặp E-747 là chúng bỏ chạy không dám đánh. Đơn vị tôi bắt đầu cắt tóc cạo râu, lãnh quân trang, dưỡng quân để bước vào chiến dịch mới. Mặc dù có lúc quân số của hai bên giữa đơn vị chúng tôi và bọn lính Pol Pot trực tiếp tham chiến là gần như tương đương với nhau, và thậm chí về trang bị hỏa lực bộ binh, chúng có phần vượt trội hơn một bậc. Nhưng về tinh thần và kỹ năng chiến đấu thì phải nói lính Pol Pot trong khu vực, đơn vị đảm nhiệm, kể cả phum cả có địch không thể nào đối chọi lại tiểu đoàn chúng tôi. Một phần là nhờ số anh em nhập ngũ năm 1982 vốn đã có thời gian tác chiến ở biên giới trước đây. Không biết do cấp trên có phải nhìn thấy sự khó khăn khi điều tiểu đoàn chúng tôi từ hướng biên giới thuộc địa bàn Sư Năm về tăng cường hoạt động trên khu vực này hay không, mà trong lúc này lại giải quyết cho số anh em nhập ngũ năm 1983 được ra quân về chính sách trước, trong khi đó số anh em nhập ngũ năm 1982 vẫn còn phải ở lại. Sự việc này có thể phát sinh ra nhiều vấn đề hệ trọng về tâm lý, khiến anh em sẽ không yên tâm chiến đấu. Nhưng rất may là đa số anh em này vẫn xác định tư tưởng, công tác tốt và bình thường. Xác định tình hình và nhiệm vụ cấp bách, Ban Chỉ huy tiểu đoàn và các đại đội chúng tôi quyết định tăng cường các hoạt động truy quét trên tất cả các vị trí trọng điểm trên địa bàn. Vẫn xác định địa bàn phum cả có là ưu tiên hoạt động số 1. Làm sao tiêu diệt được một phần hoặc đẩy đuổi bọn địch ra khỏi khu vực, không cho bọn chúng bám lấy phum cả có, làm vị trí lập cứ lõm, nhằm làm bàn đạp vận chuyển vũ khí, trang bị tiếp tế sâu vào nội địa và là tuyến hành lang vận động ra vào của các lực lượng hoạt động phía bên trong. Chúng tôi xác định làm sao phải thực hiện cho được mục tiêu này trước khi giải quyết chính sách cho số anh em nhập ngũ năm 1982 ra quân. Vì chỉ cần số anh em này ra quân thì chỉ còn số lính nhập ngũ năm 1984 trở về sau này, nhiệm vụ chắc sẽ khó khăn nhiều hơn nữa. Một phần xác định được nhiệm vụ, một phần tự cảm thấy bực tức với những lần chạm trán với bọn địch mà không đem lại hiệu quả nhiều. Đơn vị lại bị thương vong
nên toàn bộ số anh em trong đơn vị tôi hạ quyết tâm đánh địch bằng chiến thuật liên tục công kích, không cho chúng có thời gian và điều kiện củng cố. Thế là chỉ trong chừng vài ngày, chúng tôi lại mở một đợt hoạt động vào phun cả có từ mọi hướng. Trong tác chiến với nhau, có một điều là đối phương đã bị nhiều lần thất bại, tự nhiên chúng sẽ kiêng đối thủ. Cho nên dù có lúc lực lượng chúng tôi không thể huy động nhiều do bị phân tán những công tác khác, thì bọn địch sau khi nổ được vài ba loạt đạn vẫn tìm cách rút lui, chứ không có phản ứng quyết liệt hay cầm cự như những lần trước đó. Cho đến một thời điểm, chúng tôi đánh vào phum, chỉ còn chạm với một tổ cảnh giới trong phum của địch, và chúng chỉ bắn vài loạt đạn và tìm cách rút mất dạng. Nắm được quy luật hoạt động của chúng, chủ yếu từ các cánh rừng rậm hướng phía bắc phum, những lần đột kích tiếp sau, chúng tôi quyết định lùng sục rộng ra về hướng này. Có lúc chúng tôi chỉ hoạt động phía bên ngoài mà không vào phum để lùng sục như trước. Từ những hoạt động mở rộng lùng sục này, chúng tôi mới cảm nhận được sự phong phú tài nguyên của xung quanh phum cả có. Đầu tiên là cánh rừng thông cổ thụ bạt ngàn giáp hướng bắc phum này. Những cây thông có thân to mấy người ôm, cao vút, mọc thành hàng lớp như bất tận, không biết thuộc quyền sở hữu của ai. Những cây thông này theo ghi nhận, chỉ cần hạ xuống xẻ ra nhiều thành tấm ván, bán được thu về giá trị cả cây vàng. Nhưng người dân ở đây họ không làm vậy, mà họ khoét vào thân một lỗ, rồi đốt đen để lấy dầu bán. Thời điểm này đây là một mặt hàng khá quý hiếm, nhưng lại có quá nhiều ở nơi đây. Kế tiếp nữa là thú rừng, các loại nai, miễn thì có từng đàn rất lớn. Chúng cho một sản lượng thịt tươi và khô đủ cung cấp cho một vùng rộng lớn, qua tận đến tỉnh Công Pông Thom. Và cho đến thời điểm này, khách du lịch đi ngang qua lại khu vực này vẫn còn dọc hai bên đường, người dân treo các loại nai khô, bò khô bán đầy rẫy. Chúng tôi hành quân truy quét qua các cánh rừng gỗ quý bạt ngàn, cả một rừng mai vàng nở tung rực rỡ, nằm lại ngả lưng nghỉ một chút, với một lớp cánh mai rụng đầy dưới lưng, thoang thoảng mùi thơm. Nhìn lên phía trên những đàn ong bướm bay dập dìu, đột nhiên con người mất cảm giác, đang trong thời chiến tranh. Đó là chưa kể phần đất đai rất tươi tốt trong phùm, cho những cây dừa xài chĩu và cả những đám cây thơm lá cao ngang ngực người. Trái vươn dày đặc trong tầm tay. Chả trách người dân dù nguy hiểm vẫn cố bám trụ phum. Tiếc là bọn địch cũng dựa vào các đặc điểm này để tồn tại hoạt động đánh phá ra xung quanh. Mà căng nhất là chúng trước đây thường ở khu vực này lấn ra tới trục lộ 6 để tổ chức phục xe cắt đường vận chuyển của ta. Thêm vài đợt đột nhập phum bất ngờ nhưng không chạm địch như những lần trước, dần dần lực lượng tham gia về phía đơn vị của chúng tôi cũng giảm bớt đi để tham gia nhiều mặt công tác khác không kém phần quan trọng. Trong đó ưu tiên vẫn là củng cố chính quyền, phum xã và lực lượng dân quân du kích địa phương. Trải qua một thời gian, nhìn thấy quyết tâm của các đơn vị tác chiến mang lại ít nhiều hiệu quả của các đơn vị trong tiểu đoàn chúng tôi trên khu vực. Chính quyền địa phương đã bắt đầu thấy tin tưởng và có những hoạt động độc lập mạnh mẽ hơn. Họ từng bước quản lý chặt chẽ, dân cư và nhanh chóng bóc gỡ bọn địch ngầm đã nắm, nhưng do trước đây sợ bị trả thù nên họ không dám hành động. Lực lượng vũ trang của địa phương vì thế bắt đầu lớn mạnh hơn cả về số lượng và chất lượng. Họ bắt đầu có những hoạt động độc lập sâu hơn và hướng sang hai bên trục lộ, nhất là về khu vực hướng Nam, để đại đội chúng tôi có thể tập trung quân số hoạt động vào các khu vực trọng điểm, sẵn sàng chi viện cho các mũi hướng khi cần. Một đề xuất khá quan trọng trong công tác xây dựng chính quyền của chúng tôi là chia ruộng đất cho những thành viên tham gia vào các lực lượng vũ trang trong phùm xã, vừa nâng cao đời sống từng thành viên, vừa giải phóng được một số ruộng đất bị bỏ hoang do dân sợ không dám canh tác. Nhìn chung tuy còn nhiều khó khăn, nhưng cơ bản đã có một bước tiến khá tốt so với yêu cầu nhiệm vụ mà đại đội chúng tôi phải đạt được. Giữa thời điểm như vậy, thì vào một buổi sáng mùa khô, tầm hơn 7 giờ sáng, lính Pol Pot bất ngờ một cuộc tiến công tập kích vào vị trí tiểu đoàn của đơn vị bạn. Đang triển khai các mặt công tác như bình thường, thì tự vị trí ban chỉ huy đại đội, chúng tôi nghe hướng tả ông, vang lên nhiều loạt đạn B-40, cả trực xạ và cầu vồng nổ liên tục như tiếng pháo giao thừa, rồi cứ như vậy kéo dài đến vài phút, thì bắt đầu tốc độ tiếng đầu nòng mới chậm lại, có lúc lại rộ lên. Nhận định tình hình bất ngờ đánh chốt tả ông bằng một lực lượng lớn khiến ban chỉ huy lập tức phát lệnh báo động chi viện bằng một lực lượng ban đầu là 15 tay súng, nhanh chóng vận động ra trục lộ
vận động về hướng chốt Tà Ông. Khi lực lượng chi viện vận động đến nơi thì chúng tôi thở phào vì thấy anh em chốt Tà Ông đã triển khai ra các đoạn hào chiến đấu trong tư thế an toàn. Như vậy địch đang tập trung đánh vào đơn vị bạn bên phía địa bàn tỉnh Kompong Thom chứ không phải vào chốt của đại đội chúng tôi. Lúc này từ vị trí chốt Tà Ông, chúng tôi có thể nghe lẫn trong các tiếng đạn hỏa lực nổ rất lớn là các tràng đạn nhọn nổ dồn dập như bắp rang. Trận đánh hướng đó đang diễn ra khá ác liệt. Tính đến thời điểm này, từ lúc chúng tôi bắt đầu vận động cho đến lúc này thì trận đánh đã diễn ra khá dài mà chưa thấy chấm dứt. Theo hợp đồng với nhau từ trước, chúng tôi quyết định dùng lực lượng đang có lúc này vận động theo trục lộ 6, chi viện về hướng đơn vị bạn đang bị tiến công. Vừa vận động, chúng tôi vừa quan sát hai bên trục lộ để đề phòng địch có lực lượng chặn viện phục kích. Đúng như nhận định, khi đội hình chúng tôi vừa chạy gần đến nơi thì bất ngờ nghe từ hướng bắc trục lộ có mấy tiếng B-40, cả tiếng chóc của đạn AT tăng bắn về hướng của mình. Vừa hô nhau nằm xuống mặt trục lộ, chúng tôi nhìn thấy trước mặt đội hình chừng 20 mét, ngay giữa trục đường, nhiều ánh chớp và khói nổ đạn hỏa lực bốc lên kéo dài khoảng vài chục mét. Lập tức chúng tôi quay súng bắn trả về hướng đó. Qua quan sát, chúng tôi thấy một tốp địch chừng khoảng chục tên đang bám vào một đoạn bờ đê ruộng, đang bắn về hướng chúng tôi dữ dội. Nhưng những gì chúng tôi nhìn thấy phía sau bọn chúng, xa xa ngoài đồng ruộng mới thực sự là đáng gờm. Rất đông bọn lính Pol Pot với trang phục gabardine đang dàn hàng ngang đánh vào vị trí đóng quân của đơn vị bạn. Trung đoàn Gia Định vốn là một đơn vị rất nổi tiếng từ thời chiến tranh biên giới Tây Nam của ta. Với đội hình đóng quân cấp tiểu đoàn hiện tại, ngay giữa ban ngày, tại thời điểm này mà bọn lính Pol Pot dám tiến công, tập kích, quả thật là rất đáng gờm. Không hiểu lực lượng bọn chúng ở đâu ra mà đông đến như vậy. Bên ngoài cánh đồng, lúc này khói từ các khẩu súng và những viên đạn hỏa lực chạm nổ cứ bốc lên liên tục, tạo thành một màn khói mờ ảo, khiến cho cái bóng địch cứ thoát ẩn, thoát hiện, ngày càng tiến lên. Bọn địch chặn viện bắt đầu tháo lui về đội hình chính của chúng, nhưng các loạt đạn điểm xạ và các trái hỏa lực cầu vồng của chúng vẫn thỉnh thoảng bắn về hướng chúng tôi. Đang trên đà tiến công, bỗng bọn lính Pol Pot có vẻ hỗn loạn khi từ hướng đơn vị bạn có tiếng đại liên 12 ly 7 nổ lên giòn giã. Một số viên đạn lửa vạch thành đường bên ngoài ruộng lúa vào đội hình của lính Pol Pot. Loại hỏa lực cấp tiểu đoàn đã bắt đầu khai hỏa. Đơn vị bạn đã bắt đầu tổ chức chi viện kịp thời, nằm trên tiểu đoàn trục lộ cách vài trăm mét. Với 15 tay súng, chúng tôi không thể làm gì hơn. Nhưng sau vài phút suy nghĩ, chúng tôi quyết định vận động sâu vào một đoạn, chiếm lĩnh đoạn bờ đê gần đường để nổ súng vào sườn đội hình địch mà không vận động sâu hơn. Mục đích là góp phần làm cho địch thêm phân tán. Tiếng 12 ly 7 và các loại đạn khác từ hướng đơn vị bạn bắt đầu nổ lên dồn dập và có hiệu quả. Bọn địch bắt đầu có biểu hiện rút lui. Từng tên bị tử thương được đồng bọn vác lên vai lôi dọc theo hướng cánh đồng về hướng phum cả có. Chúng tôi quyết định không nổ súng để tiết kiệm cơ số đạn mang theo và rút ra hướng trục đường. Lúc này một bộ phận của đại đội chúng tôi khoảng 20 tay súng lại tiếp tục vận động chi viện đến. Sau khi hội ý, chúng tôi để lại chừng 5 tay súng chốt đường, còn lại lực lượng tiếp tục vận động về hướng Bà Lai để nắm tình hình khi cần hỗ trợ đơn vị bạn. Đi ngang qua khu vực địch bắn chặn, nhìn 7 trái hỏa lực rơi nổ đúng tim đường thành một loạt hàng dài, thấy thật đáng sợ. Nếu bọn chúng không nổ súng trước, chờ đội hình chúng tôi chạy lọt vào, đúng chắc có lẽ đơn vị chúng tôi đã bị thương vong. Vận động đến khu vực ngã ba, trước mắt chúng tôi ngôi chợ của dân đang cháy ngùn ngụt vì bị trúng đạn hỏa lực. Xe chữa cháy từ hướng Kompong Thom đang xịt nước chữa cháy tại khu vực này. Thật kỳ lạ vì lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy cảnh này, vì không nghĩ trong cuộc chiến lại có cả xe chữa cháy. Chúng tôi rút về sau khi nắm được sơ khởi một số diễn biến của trận đánh. Trận đánh này chứng tỏ bọn lính Pol Pot khá liều lĩnh. Sau khi nắm được quy luật, lính ta thường hay chỉ canh gác lúc trời nhập nhoạng tối hay lúc sáng sớm, thời điểm dễ bị tấn công, sau đó không thấy gì thì đi vệ sinh cá nhân, ăn sáng xong thì thực hiện công tác. Số anh em còn lại thì thả ra dân, ra chợ để chơi. Đội hình bố trí trở nên lỏng lẻo. Lúc này bị đánh bất ngờ không vận động về được, không kịp trở tay. Chọn hướng tiến công bên ngoài đồng ruộng, trống, tuy có hơi mạo hiểm, dễ bị lộ
nhưng cũng tạo nên yếu tố bất ngờ. May nhờ vào phút cuối, số xạ thủ 12 ly 7 của đơn vị bạn đã vận động về kịp. Khẩu 12 ly 7 bố trí ở trên phần cao của một ngôi chùa đã khống chế, bẻ gãy, đẩy lùi cuộc tiến công của địch. Trận đánh này giúp cho đơn vị chúng tôi rút ra được nhiều bài học. Quan trọng nhất là không được chủ quan, khinh thường địch, dù hoạt động trong dân ở địa bàn tương đối phức tạp và quan trọng này. Trận tập kích của bọn Pol Pot vào đơn vị bạn có lẽ đã làm cho tất cả các đơn vị xung quanh bị rung động. Tiểu đoàn chúng tôi lập tức lệnh cho tất cả các đại đội ra một phương án tác chiến mới với những tình huống giả định sát với khả năng một lực lượng lớn của địch bất ngờ tập kích vào vị trí đứng chân của mình. Riêng với đại đội 3 chúng tôi, dù không có chỉ lệnh này, chúng tôi vẫn phải nhanh chóng có phương án tính toán trước. Sau khi xây dựng phương án xong, đại đội liền mở hội nghị quân chính để triển khai, đồng thời tổ chức diễn tập một số tình huống để rút kinh nghiệm hoàn chỉnh các phương án giả định cho tốt. Bất ngờ lúc này, đại đội chúng tôi có thêm một nhiệm vụ khá cấp thiết nữa là tìm cách truy lùng, bắt sống hoặc bắn chết một tên tướng cướp đang có nhiều nợ máu và đồng thời là nỗi kinh sợ của nhân dân hai xã Lô Viêng Sư Rây và Spien Thốt Nốt. Tên này khi tiểu đoàn chúng tôi mới về đứng chân, chưa nắm hết tình hình địch ta, thì hắn hay lân la làm quen với anh em khu vực tiểu đoàn. Biểu hiện xum xoe của hắn khiến cho anh em hơi khá dị ứng. Một lần nữa là thời gian này, anh em trong tiểu đoàn chưa ai giành tiếng bản xứ, nên lính ta có phần lợt lạt, không thân. Cho đến một ngày, hắn bất ngờ gây ra một vụ giết cướp. Một em học sinh cấp 2 duy nhất của khu vực Phum Ô Khơ Long và Tà Bang trên đường đi học về qua đoạn đường vắng từ bên ngoài ngã ba đường dẫn từ Phum Spien Thốt Nốt vào hai phum này bị hắn phục kích, dùng súng bắn chết để cướp chiếc xe đạp của Thái do gia đình sắm cho em này đi học. Lúc đó tiểu đoàn chúng tôi chỉ quan tâm đến tình hình địch nên không chú trọng lắm vấn đề này. Đường dẫn vào Phum lại một đoạn khá dài và rậm rạp, vắng vẻ nên dân cư sau vụ này trở nên rất hạn chế đi lại nên càng thêm vắng. Nếu có đi đâu họ phải tổ chức đi đông người. Lúc này tên cướp chỉ lảng vảng sâu trong khu vực đó. Cho đến khi qua phản ảnh của chính quyền và nhân dân, tiểu đoàn chúng tôi mới tổ chức vây bắt hắn hai lần. Một ở Phum Ơ Khơ Long và một lần ở đám rừng cây tiếp giáp Phum Tròm Bọ. Nhưng do có sức khỏe và rất tinh thông địa hình nên cả hai lần hắn đều chạy thoát được. Sau hai lần này, hắn bắt đầu điên cuồng phản ứng lại với chính quyền và đơn vị chúng tôi. Địa bàn hắn đi lại trở nên mở rộng hơn, từ hướng nam qua hướng bắc trục lộ, cứ thoát ẩn thoát hiện, rất khó theo dõi. Khi nghe tin hắn đang ẩn nấp tại khu vực rừng dầu gần Phum Tà Bang về hướng bắc, rồi lại nghe hắn đang xuất hiện ở khu vực rừng cây Thốt Nốt ở hướng nam cận giữa Phum Bà Lăng. Điều kỳ lạ là dù lực lượng vũ trang của Phum xã lúc này đang tương đối mạnh, dám đối phó với cả lính Pol Pot, nhưng nghe tin hắn đều run sợ, không dám tham gia vây bắt, sợ hắn trả thù. Tin tức về hắn càng ngày làm cho dân trong khu vực càng hoang mang rất nhiều, nhất là sau vụ một mình hắn đột nhập vào trong một đám cưới gần Phum Bà Lăng, ngang nhiên bắt cô dâu ra ngoài chỗ vắng để hãm hiếp. Hắn bắt đầu trở nên lì lợm và manh động hơn, tống tiền rất nhiều nhà dân và cướp trắng một số sòng bạc của nhân dân tổ chức. Dựa vào nguồn tin dân báo, vào một buổi trưa, đại đội chúng tôi tổ chức một bộ phận cơ động bao vây một đám Thốt Nốt sâu và hướng nam trục lộ 6, chừng 4 km. Khi hắn bất ngờ phát hiện rồi chạy, chúng tôi đã nổ súng quyết liệt nhằm mục đích tiêu diệt hắn. Rất tiếc khu vực này quá rậm rạp mà chúng tôi không biết chính xác hắn đang ở chỗ nào để vây bắt nên đã chạy thoát. Nhưng qua vụ này, hắn đã biết đơn vị của chúng tôi đã bắt đầu quyết tâm tìm cách bắt sống hoặc tiêu diệt hắn. Để được an toàn, hắn liền di chuyển xuống khu vực Phum Súc, một phum nằm giữa chốt Tà Ông của chúng tôi và khu vực Bà Lai thuộc tỉnh Công Pông Thôm của đơn vị bạn. Tại đây hắn thường xuyên xuất hiện, cướp bóc xe cộ của dân qua lại và thu tiền các sòng bạc được tổ chức trong Phum Bà Lai, nên sống rất khá giả và có nhiều vợ. Để một thời gian cho hắn có cảm giác an toàn và chủ quan, đại đội chúng tôi tổ chức phục kích bắt sống được hắn trong một đêm và giải về cho xã. Lập tức công an huyện Chikaren liền xuống ngay và nhanh chóng mở tòa án xử tử hình hắn ngay trong buổi sáng hôm đó. Khu vực thi hành xử bắn được tổ chức ngay phía trước nhà ban chỉ huy đại đội chúng tôi, chừng vài trăm mét.
ngay cánh đồng hướng về Phum Tà Nguôn. Một cái hố đào vội và loạt đạn xem như kết cục của vụ án. Vừa đánh địch, vừa xử lý các tình huống hình sự. Đôi lúc tư tưởng của ban chỉ huy chúng tôi bị phân tâm ít nhiều. Sự cố gắng của toàn thể đại đội chúng tôi nhằm nhanh chóng tạo chuyển biến tích cực cho toàn bộ địa bàn, đảm nhiệm ngày càng có nhiều tiến bộ rõ rệt. Người dân và chính quyền trong xã bắt đầu có những hành động và thái độ tin tưởng hơn. Họ bắt đầu hiểu rằng chúng tôi không phải về nằm tạm nơi này một thời gian rồi lại rút đi nơi khác, khiến cho địch lại quay trở lại trả thù như trước. Mặc dù là một đơn vị chiến đấu chỉ thiên về quân sự, nhưng chúng tôi vẫn tham mưu đề xuất cho chính quyền có những chính sách ưu đãi với những người tham gia lực lượng vũ trang và nhân dân làm ăn trong khu vực. Đại đội có lúc tổ chức cho anh em gốc miền Tây giỏi nghề làm ruộng ưu tiên hỗ trợ cấy hái cho lực lượng dân quân, chính quyền Phum xã và cả những gia đình nhân dân neo đơn, kể cả những gia đình có con em theo bọn Pol Pot. Chính vì thế, số dân quân du kích xã bắt đầu tăng dần về số lượng. Còn về huấn luyện chất lượng, đại đội chúng tôi tiếp tục tăng cường huấn luyện và trang bị thêm. Họ đã có các hoạt động tuần tra và cả hoạt động hỗ trợ chính quyền trong công tác vận động quần chúng, kiểm tra nhân khẩu ở các phum dọc hướng Nam. Chỉ có các phum sâu về hướng Bắc trục lộ là họ chưa dám hoạt động. Hàng ngày, ban chỉ huy đại đội chúng tôi vẫn dành một khoảng thời gian vào buổi sáng hoặc sau giờ giao ban chiều để nắm bắt tình hình và trao đổi những công việc cần làm trong hợp đồng với họ. Tình hình an ninh và sản xuất, xây dựng củng cố đại đội chúng tôi trong thời điểm này xem như khá ổn so với tuyến hành lang hai bên trục lộ 6. Chỉ còn một điểm là Phum Cà Có, có một sự thách thức rất khó chịu mà tạm thời trong khả năng của đơn vị chúng tôi chưa thể làm gì để giải quyết triệt để mà thôi. Có lẽ cùng nhận định như vậy, nhất là sau vụ tiến công vào vị trí đóng quân của Trung đoàn Gia Định, các cấp trên đã bắt đầu tập trung vào khu vực Phum này. Chúng tôi bất ngờ nhận lệnh, nhanh chóng tổ chức lực lượng, phối hợp cùng đơn vị bạn bên phía địa bàn Công Bông Thom, tiếp tục truy quét vào Phum Cà Có. Lực lượng bên này chúng tôi gồm quân số 2 đại đội, tham gia khoảng 60 tay súng, do đại đội trưởng đại đội 3 chỉ huy chung, xuất phát tầm 4 giờ sáng đến 7 giờ, bắt đầu đột nhập vào Phum Cà Có, từ đầu phum hướng Bắc. Đồng thời lúc đó, đơn vị bạn tham gia cấp tiểu đoàn sẽ vào thẳng đầu phum hướng Nam để phát triển lên. Đơn vị nào gặp địch thì đánh, sau đó phát triển gặp nhau, chốt giữ một thời gian, rồi tổ chức rút quân. Cả hai đơn vị chúng tôi vận động hành quân và tổ chức đột nhập phum, hội ngộ ngay gần giữa phum mà không gặp một sự trở ngại nào, do không có sự kháng cự. Có vẻ như bọn địch đánh hơi được nên không dám ở trong phum hay đã chuyển qua địa bàn khác. Nhưng qua quan sát thấy, nhiều đối tượng dân chúng cứ đi lại chỗ cấp chỉ huy chúng tôi nhiều lượt. Thái độ giáo giác khiến bất giác thấy không an tâm. Trước khi chia tay để hai đơn vị quay về đơn vị của mình, chúng tôi có đặt vấn đề là lần nào vào đây ít nhiều cũng có nổ súng. Lần này sự việc khá bất thường nên đề nghị đơn vị bạn cảnh giác khi quay ra. Tốt hơn hết là vào một đường ra một nẻo, như các đơn vị có cảnh giới. Phía chỉ huy đơn vị bạn nghe vậy chỉ cười mà không trả lời. Thật tình là nhắc nhau vậy thôi, chứ chúng tôi biết mình có thể hơi quá. Vì đơn vị bạn cấp chỉ huy cao hơn, quân số đông hơn và trang bị rất mạnh. Cái này nữa cho đến tận bây giờ. Nhìn toàn cảnh trên phần bản đồ khu vực này, chúng tôi mới hình dung hết bao quan địa hình lúc đó. Còn tuyệt nhiên lúc đó là không biết đơn vị bạn đã vào ra theo hướng nào, nên cũng khó dẫn giải cho thật chính xác câu chuyện. Hai đơn vị bắt đầu lui quân. Do có chút linh cảm không lành nên phía chúng tôi chưa vội phát lệnh rút, mà chờ thêm khoảng 10 đến 15 phút để đơn vị bạn rút khá xa thì mới bắt đầu rút quân. Chừng hơn 10 phút, giữa lúc anh em trong đơn vị nóng ruột muốn rút quân thì chúng tôi nghe từ hướng rút của đơn vị bạn loạt tiếng mìn nổ, rồi đến tiếng các loại B bắn trực xạ nổ dồn dập như tiếng pháo giao thừa, xen kẽ trong đó tiếng các loại đạn nhọn nổ từng loạt bồi thêm. Bị địch phục kích rồi. Dù không có hợp đồng nhưng chúng tôi vẫn nhanh chóng hoạt động, toàn bộ đội hình chạy về hướng đó. Những gì xảy ra quá bất ngờ với đơn vị chúng tôi khi nhìn thấy đơn vị bạn
bị lính Pol Pot tổ chức phục kích trên đường quay ra, thiệt hại khá nặng. Như vậy, bọn chúng không phải như nhiều người đã nhận định, mà thậm chí còn lợi hại rất nhiều khi mìn nổ. Nổ súng xong còn tổ chức xung phong, tìm cách tiêu diệt đối phương. Một bài học kinh nghiệm cho chúng tôi và là một khẳng định với chúng tôi là bọn địch hoạt động ở khu vực này còn quá mạnh. Đại đội trưởng Trần Hữu Đê qua phép. Người đầu tiên mừng vui với cái tin này có lẽ là tôi. Vì như vậy tôi có thể xin quay lại về với đại đội 1 cũ, lúc này đang nằm rất thoải mái ở xã Chikaren, một xã thuộc huyện, hiện đang nằm phía nam trục lộ hướng biển hồ, nơi có con đường ngư dân khai thác cá. Tại xã này, chính quyền và lực lượng vũ trang đang khá mạnh và họ hoạt động rất hiệu quả. Thêm nữa, hướng này còn được tăng cường một đại đội bộ đội địa phương của huyện nên công tác phòng thủ càng thêm cứng. Từ ngày đại đội 1 chuyển hướng sang địa bàn này, hầu như chỉ nắm một chốt chặn, không phải có các hoạt động tác chiến xa nào, rất bình yên. Còn không thì có thể tôi sẽ nhận một công tác khác vì một đại đội không thể có hai chỉ huy. Nhưng thực tế ở chiến trường có nhiều lúc thật trớ trêu. Bên trên không có đả động gì tới việc này. Nói về đại đội trưởng Trần Hữu Đê một chút. Anh xuất thân trước đây là cán bộ thuộc đơn vị tiểu đoàn 1, trung đoàn 2, 688 biên phòng, sư đoàn 5 từ thời còn hoạt động ở biên giới. Khi trung đoàn rút quân, tiểu đoàn chúng tôi phải ở lại công tác tiếp, lấy phiên hiệu là tiểu đoàn 2 biên phòng, độc lập, trực thuộc sư 5. Lúc này cán bộ nòng cốt cấp đại đội tiểu đoàn vẫn là lấy từ tiểu đoàn 2 cũ. Tuy nhiên có một số cán bộ của tiểu đoàn 1 bổ sung qua, trong đó có đội trưởng Trần Hữu Đê. Được biên chế là cán bộ đại đội trưởng đại đội 7, về cầu Con Rồng, huyện Chikaren thì đổi thành đại đội 3. Còn lại cán bộ trung đội được tăng cường từ tiểu đoàn 3 và trung đoàn bộ khá nhiều. Khi tôi là trung đội trưởng, nhận quyết định lên đại đội phó đại đội 7, thay cho một cán bộ đại đội phó đi phép, thì tôi về ở chung với cán bộ Trần Hữu Đê lần thứ nhất. Trong con mắt của tôi và gần như toàn thể anh em trong đại đội, cán bộ này là một người không hề có bản lĩnh chỉ huy. Suốt sau đó, tất cả các hoạt động tác chiến của tiểu đoàn trong chiến dịch C-85 và làm công trình phòng thủ K-5, cán bộ này không tham gia lấy một lần chỉ huy đại đội tác chiến. Mãi đến khi cán bộ đại đội phó qua phép, đại đội 7 mới bắt đầu tham gia. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở Poi Pet, tiểu đoàn chúng tôi lui về cầu Con Rồng, huyện Chikaren công tác tiếp, thì cán bộ này đi phép. Qua mấy tháng đơn vị công tác, giờ cán bộ này mới qua. Nhưng trái với mong đợi của tôi, anh ta cứ dửng dưng với vai trò chỉ huy của mình. Hàng ngày cứ vô tư lê la xuống dân chơi. Có khi đóng bộ áo bốn túi, nón kê bi, mượn xe dân đi chơi đâu, sáng mai mới về. Không cần nắm tình hình, giao ban triển khai nhiệm vụ cho các trung đội. Chính vì thế, để công tác được tiếp tục và để bảo vệ đơn vị, chính quyền và nhân dân bạn, ban chỉ huy còn lại của chúng tôi gồm 3 người vẫn điều hành đại đội theo các quyết tâm, nhiệm vụ như cũ. Bản thân tôi viết thêm phần này không phải để chỉ trích đàn anh cán bộ đại đội trưởng này, mà để bạn bè xem các bài viết sau sẽ thấy là có một vấn đề gì đó ở chiến trường thật khó lý giải. Khi mà qua quan sát và nhận định của ban chỉ huy còn lại, chúng tôi quyết định tạo thêm ra một bản đồ phương án tác chiến bổ sung sau đó. Và thật kỳ lạ là nó đã xảy ra rất trùng khớp với nhận định của chúng tôi.